Thưa quý vị, trong những năm gần đây, thói quen đi chơi Tết của người Việt đang dần có sự thay đổi. Những chuyến du lịch ngày xuân là một cách để tận hưởng, dành thời gian cho gia đình một cách trọn vẹn. Nắm bắt xu hướng này, các đơn vị lữ hành và các điểm du lịch đã tăng cường nhân lực để nâng cao chất lượng và làm phong phú dịch vụ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có công văn số 1176 yêu cầu đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn. Ngay từ sớm, các đơn vị lữ hành cũng đã tích cực lên các phương án cho việc dẫn tour đi đoàn được an toàn, đảm bảo không khí du xuân tươi vui, lành mạnh cho du khách. Đảm bảo an toàn cho du khách trong suốt hành trình của chuyến đi, nó luôn là một cái vấn đề mà được đặt lên hàng đầu. Cái khâu đảm bảo an toàn này phải nó có cả một cái quy trình check dịch vụ, giữ dịch vụ và đặt trước dịch vụ. Đặc biệt là dịp Tết thì tất cả cái này đều phải được đặt trước và thanh toán trước và được đối tác xác nhận là đã nhận được cái phần thanh toán, thì như vậy nó mới đảm bảo được quá trình là dịch vụ được diễn ra suôn sẻ. Lượng khách về để tham quan cũng sẽ rất là đông, và để mà đông thì tất nhiên là cái công tác kiểm soát và bao quát hết khách thì chúng mình cũng sẽ phải tăng cường độ lên, và sẽ có những thành viên đi cùng để có thể là hỗ trợ trong cái việc là đưa khách đến cái điểm tham quan đầy đủ và giúp khách có một cảm xúc vui vẻ nhất. Cùng với đó, các điểm du lịch, các khu tham quan cũng kiểm soát kỹ về an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh khu vực bằng nhiều biện pháp. Trong dịp này, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón lượng khách tham quan đột biến, nên Ban Quản lý Di tích cũng đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng đã có sự chủ động trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng công an từ công an thành phố, công an quận Đông Đa và công an các phường xung quanh di tích để xây dựng một kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho khách tham quan di tích. Tết Nguyên đán năm nay thì chúng tôi phải huy động toàn bộ người lao động của đơn vị làm việc trong các ngày Tết. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phải huy động các cái lực lượng tình nguyện viên từ sinh viên một số trường đại học đến để hỗ trợ trong công tác đón tiếp khách tham quan làm sao để cho chu đáo và đảm bảo an toàn. Du xuân là nhu cầu tất yếu của nhân dân trong dịp Tết. Ngoài những nỗ lực của ngành du lịch, mỗi du khách hãy chuẩn bị cho mình tâm thái đẹp, xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn, lành mạnh.